101 câu chuyện. Hello, xin chào các bạn nha. Ngày hôm nay chị và các em sẽ cùng nhau khui bộ sticker có giá 20.000 đồng, 2 tầng. Tầng thứ nhất nè. Rồi, ôi những cái váy siêu xinh luôn nha. Rất là đẹp luôn, có cả kệ sách tủ đồ nữa ha. Tầng thứ hai, một cô gái tóc xanh hai chùm, khuôn mặt rất là quạo luôn. Cô gái này, cái mặt cũng không có vui. Rồi, hai cô gái này thì có mặt tươi tắn dễ thương hơn. Đó, và rất là nhiều đồ đẹp luôn nha. Với hai cô gái mặt không vui và hai cô gái mặt vui thì chúng ta sẽ cùng nhau tạo ra một câu chuyện rất là ý nghĩa luôn nha. Câu chuyện về người mẹ nghèo và một gia tài castle. Đó, bây giờ cùng với hộp bút màu này 34.000 chúng ta sẽ cùng tạo câu chuyện nha. Các bạn đã chuẩn bị sticker và màu chưa để làm câu chuyện với chị? Còn nếu chưa có và không biết mua ở đâu thì chị xin được giới thiệu với các bạn một địa chỉ quen thuộc mà chị hay mua, đó là ở shop Dell TV qua số điện thoại 0937 899 707 nha. Còn bây giờ xé ra thôi chứ gì nữa. Tầng thứ nhất nè, đó rất là đẹp luôn. Tầng thứ hai chị cũng sẽ xé ra. Rồi, wow, rất là đẹp luôn. Lại còn có phông nền cầu vồng. Ở phía sau chúng ta có thể tô màu cho các bạn này nữa ha. Ơi, có cái tà lâu đài cũng dễ thương nè. Nhưng bỏ nó qua một bên đi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau chọn nhân vật nha. Trong đây sẽ có một nhân vật người mẹ nghèo. Theo các bạn thì ai sẽ đóng vai người mẹ nghèo đây? Tất cả đều rất là dễ thương luôn. Còn trẻ nữa, làm sao mà đóng vai người mẹ nghèo được. Nhưng chị đã chọn cô gái cột tóc hai chùm làm mẹ nha. Và để đóng vai mẹ thì không thể cột tóc hai chùm, cho nên chị sẽ cắt bỏ bớt một cái chùm tóc ở bên đây. Đó, để đóng vai mẹ thì nó sẽ phù hợp hơn nha các bạn. Rồi, các bạn cứ cắt bỏ bớt một cái chùm tóc như thế này đi. Ok. Wow, sau khi cắt xong nhìn đã chững chạc hơn, không giống như hồi nãy nữa ha. Là chúng ta sẽ dùng cái bút lông dầu nè. Đó, các bạn vẽ thêm cho những sợi tóc của nó đen, sạm màu hơn để nhìn cho nó già hơn một chút nha. Bạn cứ vẽ như thế này. Đó, vẽ theo những cái nét của người ta thôi. Wow, đã thành mái tóc màu xanh đen và nhìn rất là già dặn rồi ha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chọn đồ cho mẹ nha. Và chị nghĩ rằng bộ đồ này đi ha, bộ đồ tầng nhiều hoa này nè, là thích hợp cho người mẹ khi mà giàu có nha. Đây là bộ đồ khi mà người mẹ giàu có nè, dễ thương ha. Và khi giàu có thì mẹ sẽ đội một cái nón như thế này để đi đường cho nó mát. Tiếp theo thì chúng ta sẽ chọn một bộ đồ khi nghèo. Khi mà bà là ăn mày thì chị nghĩ rằng cái bộ đồ này nè là nó xấu nhất ở trong đây rồi nha, chứ không phải là nghèo lắm đâu. Đây, bộ đồ này là xấu nhất rồi. Chúng ta lại tiếp tục dùng cái bút này để làm cho mọi thứ nó lem luốc hơn nha, không được đẹp như thế này đâu. Đó, chỗ này nè, đó, xấu luôn. Rồi chúng ta thử thay đồ cho người mẹ nghèo coi, xem mặt như thế này đã giống người mẹ ăn mày chưa nha, người mẹ ăn xin á. Wow, nhìn đúng nghèo luôn, vừa nghèo mà còn vừa dơ nữa chứ. Ở đây ha, chúng ta sẽ cắt cái váy của mẹ ra, mặt váy mà bị rách nữa nè, thấy không? Đó, ở bên đây nữa ha, thấy không? Rất là thương luôn. Rồi, còn lại là ba cô con gái thì chúng ta sẽ chọn nha. Đây sẽ là cô chị hai. Cô chị hai tóc hồng xinh đẹp, là một cô gái giàu có và rất là tàn nhẫn luôn á, không có thương người nghèo á, không có thương ba mẹ mình. Và chúng ta sẽ chọn cho cô gái giàu có này, đó là chiếc váy giàu có đúng không, nhà giàu mà. Đó, trời ơi, cái váy đúng kiểu nhà giàu luôn nè, có rất là nhiều kim cương ở trên luôn ha. Xinh đẹp ơi là xinh đẹp luôn, cô ta mặc lên xem sao nha. Đây, quá xinh luôn. Trời ơi, còn phải nói nữa, giàu có thì phải xinh đẹp rồi. Mẹ, mọi người cứ làm như là ai giàu thì cũng ác vậy đó. Tôi đâu có ác lắm đâu. Nhớ vô coi phim nha. Để xem tôi có ác hay không thì biết liền. Rồi, như vậy là xong chị hai. Bây giờ chúng ta sẽ đến với lại là người chị thứ ba đi ha. Người chị thứ ba thì chúng ta sẽ chọn là cô gái này đi. Nhưng mà cô gái này nhìn cái mặt hiền quá à. Chị sẽ làm mặt út. Như vậy thì chúng ta sẽ chọn cô tóc vàng còn hai bên này là chị thứ hai, chị ba đó. Và cô ấy cũng là một cô nàng rất là giàu có luôn. Và tóc vàng cho nên chị sẽ chọn cho cô ấy là một cái bộ đồ màu vàng nè. Rất là xinh luôn ha, xệ vai. Nó rớt vai hai bên nè, nhìn rất là xinh. Trong nhà mình là người xinh nhất chứ còn ai nữa. Còn mình hiền hay là không hiền hay là ác độc thì các bạn nhớ vào phim xem hết luôn để xem mình là nhân vật nào. Nếu thích mình thì cho mình một like nha.
Và cuối cùng là cô em Út với mái tóc tím nè. Đó, mái tóc tím xoăn. Cô này rất là hiền. Chúng ta sẽ chọn cho cô ấy một chiếc váy này đi ha. Tóc màu Galaxy thì cô ấy cũng sẽ có một chiếc váy Galaxy. Wow, trời ơi, quá xinh đẹp đồng lẫy. Và dĩ nhiên cô ấy sẽ rất là thích đội nón cho nó mát đó các bạn. Đây, chiếc nón đội lên nhìn xinh hơn. Nón màu tím luôn ha. Các bạn đội nhớ trường mắt ra như thế này nè. Rất xinh đẹp. Rồi, còn dư rất là nhiều đồ như chúng ta sẽ cần để mà sử dụng. Đó là những cái như là hộp quà nè. Đó, và cả bạn chim bồ câu nè. Đó, rồi sẽ có là cái tủ vàng. Đây nha, tủ này đựng vàng nè. Đó, rất là nhiều đồ cũng như là những cái túi sách hoặc là những cái gì đó mà nếu như cần thì chúng ta sẽ lấy thêm vào câu chuyện. Còn cái này thì là bị dư rồi, chúng ta sẽ cất và mai mốt tổng hợp lại. Và câu chuyện bắt đầu khi mà chồng của tôi bị chết á. Một mình tôi phải nuôi ba cô con gái lớn lên. Càng lớn các cô càng xinh đẹp và cần phải ăn học. Cho nên các con phải ở nhà ngoan ngoãn, học hành. Mẹ sẽ xây nhà cho ba đứa, rồi mẹ phải đi xa để làm ăn, để kiếm tiền nuôi các con. Mục tiêu của mẹ bây giờ là phải kiếm thật là nhiều tiền để nuôi cho các con khôn lớn thành người. Trong thời gian mẹ không có ở nhà, các con nhớ thương yêu nhau, chăm sóc nhau, học hành thật tốt và cố gắng trở thành một người tốt nhé. Mẹ sẽ thường xuyên liên lạc với các con. Thôi trễ giờ rồi, mẹ đi đây. Vậy là người mẹ đi làm, gửi tiền về cho ba cô con gái xây nhà. Nhưng xem ra cô chị cả đã dành hết tất cả những phần tiền bạc nhiều để xây căn nhà của mình thật lớn và cho em Út căn nhà nhỏ nhất. Các bạn sẽ vẽ nhà theo chị nha. Căn nhà cũng rất là dễ vẽ thôi. Đó, hình cái sóng như thế này. Sau đó từ mỗi sóng các bạn sẽ phân xuống để tạo nên căn nhà. Đó, nhìn sơ là đã thấy căn nhà của nàng Út thấp nhất. Nhà của cô chị Hai sẽ là nhà lầu. Đó, nhà lầu tới 3 tầng luôn. Còn nhà của cô này á thì là chỉ có 2 tầng. Nhà em Út thì không có tầng nào hết. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ trang trí ngôi nhà cho ba cô gái nha. Ba căn nhà được xây tương tự như nhau. Sau khi đo xong á thì các bạn gỡ các cô gái này ra nha. Để chúng ta đồ lại nè, cho nó thật là đậm nét luôn nha. Tiếp theo thì chúng ta sẽ vẽ phần cửa nhà nha. Đây, cửa nhà xây rất là lạ luôn. Đó. Nhà bên đây thì sẽ là cái vòng cung như thế này. Những cái tầng ở phía dưới là có những cái cửa sổ hình trái tim. Rất là lộng lẫy luôn nha. Nhà cô chị Hai á, lấy tiền của mẹ rồi xây nhà của mình là đẹp nhất. Trong khi nhà của những người em thì sẽ không đẹp bằng. Tuy nhiên mỗi nhà thì sẽ trang trí khác nhau. Cô chị á, thì muốn căn nhà của mình giống như là một cái hào quang tỏa sáng cầu vồng á. Cho nên là cô chị trang trí nó nè. Ôi ôi, túa ra như thế này luôn nha các bạn nha. Đẹp không? Nhà cô này thì đơn giản hơn. Chỉ vẽ một cái bông hoa thôi. Đó. Và hai cái lá nữa các bạn. Cuối cùng nhà em Út. Nhà em Út thì cô ấy nhớ mẹ cho nên là ghi một chữ mẹ. Đó. Trên ngôi nhà của mình. Yeah, và với những cây bút chì màu xanh đỏ tím vàng, chị đã tô xong căn nhà của ba chị em. Mỗi căn nhà một vẻ khác nhau rất là xinh đúng không nào? Trong ba căn này thì các bạn thích căn nào nhất? Trời, còn phải hỏi nữa, dĩ nhiên là căn nhà cầu vồng của tôi là căn đẹp nhất rồi chứ còn gì nữa. Vừa là nhà 3 tầng nè, 1 tầng, 2 tầng, 3 tầng, ở phía trên là cầu vồng nữa, xinh đẹp như vậy, dĩ nhiên là nhà tôi đẹp nhất rồi. Nhưng mà có thích á, thì các bạn cũng chỉ được ngắm, được khen thôi, chứ đừng có mơ mà bước vào nhà của tôi nha. Nhà tôi mắc tiền lắm đó, đừng có ở đó mà mơ, mà bước vô nhà tôi chơi, ha, mệt ghê á, bạn đặt thích nhà nào nhất? Ủa, chị Hai về rồi hả chị Hai? Chị Hai ơi, tháng này á, mẹ gửi tiền cho ba chị em mình chưa? Em hết tiền xài mất tiêu rồi á. Chị Hai khi nào có tiền á, thì chị Hai nhớ chưa cho em nha. Tiền, suốt ngày tiền, làm như á hả, là tôi mắc nợ cô vậy đó. Ha, mẹ gửi tiền cho tôi á, thì tôi á, sẽ đưa cho các cô liền. Ha, bởi vậy, mẹ đưa cho mình á, thì mình phải giữ phần nhiều hơn, cho hai con nhỏ này nó ít thôi. Ha, tụi nó không có công cán gì hết á, suốt ngày chỉ biết đòi tiền thôi. Mình á hả thì còn phải tốn công đi nhận tiền về phát tiền cho tụi nó nữa, cực khổ muốn chết luôn á. Bởi vậy mình xây cái nhà 3 tầng
cao hơn tụi nó một chút xíu thôi. Người ta nói mình là tham lam. Tham gì mà tham, tại vì mình cực mà, đúng không mọi người? Hơi bực bà chị hai này thiệt ha, bà đúng là tham lam, lúc nào cũng muốn dành phần hơn, lấy tiền của mẹ chia cho mình phần ít thôi ha. Mình sẽ tìm cách làm sao á mà để hả mình dành tiền nhiều hơn mới được ha. Dạ thưa hai chị, em mới về ạ. À, hai chị hôm nay có chuyện gì vui vậy? Thôi không dám, chào người mẫu mới về. Trong nhà đó, mẹ sinh ra em á là chân dài xinh đẹp nhất đi làm người mẫu. Hơi bởi vậy chẳng bù cho hai đứa tôi lùng tà lùng tịt xấu xí. Dạ em á thì cũng chỉ được có cái chân dài thôi, nhưng mà hai chị hả khuôn mặt thì rất là dễ thương luôn, lại còn thông minh và giỏi giang hơn em rất là nhiều. Thôi mệt quá, tôi đi vô nhà đây, không nói chuyện với mấy cô nữa. Đúng rồi đó, nhìn cái con nhỏ Út nó xinh đẹp là thấy bực bội à. Thôi tôi đi vô nhà đây. Hai chị của mình thật khó hiểu thiệt chứ. Thôi chỉ vì mình xinh đẹp hơn mà hai chị tỏ ra ghen ghét với mình. Thôi kệ vậy, mình lúc nào cũng phải luôn thương yêu hai chị giống như lời mẹ dặn, và phải siêng năng làm việc nữa. Mới đi làm về mệt, nhưng mà chắc là mình sẽ đi quét sân, mình quét cho cả ba nhà luôn. Sau đó mình sẽ nấu thức ăn cho các chị ăn, chắc từ từ các chị sẽ thương mình hơn. Còn người mẹ thì hết sức là siêng năng và chăm chỉ. Ban ngày mẹ đi làm việc ở công ty tóc may, tối đến thì người mẹ lại chăm chỉ đi phụ bán quán nước cho quán của người ta. Mình sẽ cố gắng kiếm thật là nhiều tiền để gửi về cho ba cô con gái yêu quý của mình. Hy vọng rằng ba cô gái sẽ đỡ cực hơn mình. Vậy là ngày tháng trôi qua, sau nhiều năm làm lụng cực khổ gửi tiền cho các con, và ta đã để dành được rất là nhiều vàng bạc để trong chiếc hộp và chiếc tủ này, cũng như chiếc túi này. Đã đến lúc ta sẽ về để ở chung với các con của ta rồi. Nhưng đã lâu không về nhà, không biết là tính tình của các con ta có thay đổi hay không nhỉ? Và ta sẽ chọn ở với lại cô gái nào đây? Hơi không biết ai là người thật sự thương mình. Để mình sẽ tặng hết số vàng còn lại và sẽ ở với cô gái đó. Vậy là người mẹ đã nghĩ ra một cách. Đó là người mẹ sẽ cất đồ mới vào trong tủ, và bà giả thành một người mẹ nghèo khổ. Số vàng bạc châu báu này tạm thời ta sẽ gửi ở một người quen. Chị ơi, chị cho tôi gửi mới vàng bạc châu báu này nha, để tôi về tôi thử lòng ba cô con gái của tôi, xem ai thật lòng thương tôi, rồi lúc đó tôi mới cho biết là tôi có nhiều tiền bạc như vậy. Tiếp theo mình sẽ nhờ chú bồ câu này gửi thư về cho các con, rằng mẹ sắp về nhưng hiện tại mẹ rất nghèo khổ. Vậy là chim bồ câu bay 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 trước nhà ba cô gái, và cô em thứ hai bắt được. Trời ơi, không biết thời buổi này ai mà lại còn dùng bồ câu đưa thư thay vì gọi điện hay gửi email gì đi, nhắn tin cũng được. Hơi lấy được thư rồi nè, bồ câu bay 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 đi đi, để xem thư viết gì. Trời ơi, mẹ nói là bây giờ mẹ đã phá sản rồi, mẹ trở nên rất là nghèo khó, và mẹ muốn về đây để ở chung với lại một trong ba đứa mình, để muốn một trong ba chị em mình sẽ có một người nuôi mẹ. Ôi trời ơi, làm ăn như thế nào mà lại để trở nên nghèo khổ như vậy không biết nữa à. Gì chứ, đưa thư đây xem. Trời đất ơi, đúng là sự thật rồi. Mẹ nói mẹ đã phá sản và bây giờ rất là nghèo khổ, mẹ phải làm ăn xin, ăn mày ở trên thành phố, muốn về đây ở chung với ba chị em mình để ba chị em mình nuôi trong lúc tuổi già. Trời ơi, nhà tôi xinh đẹp như vậy làm sao mà có thể nuôi một người mẹ ăn mày được cơ chứ. Ôi thật như vậy sao, cho em mượn thư. Trời ơi, thương mẹ quá. Bây giờ ở thành phố mẹ một mình không nhà cửa, không ăn uống gì được hết. Hơi, trong khi mình ở đây thì lại rất là sung sướng. Thương mẹ quá, sao trong thư mẹ không nói ngày nào mẹ về và mẹ đang ở đâu để em xuống em rước. Em thương mẹ quá. Ba chị em chúng ta nhờ có mẹ mà mỗi đứa có được một căn nhà. Hàng tháng mẹ lại còn gửi tiền cho chị em mình xài nữa. Bây giờ mẹ trở thành nghèo khó như vậy, thật là thương quá. Vậy là đi biết rồi ha. Con Út là nó thương mẹ nhất, nó hiếu thảo nhất ha. Vậy á thì em á sẽ là người nuôi mẹ, nghe chưa? Phân công rồi, em sẽ là người nuôi mẹ. Chứ nhà chị hả cao tầng như thế này, mẹ ở đây mẹ đi bộ mẹ sẽ té đó. Với lại hả, nhà chị xinh đẹp như thế này mà để một người mẹ già rồi còn hả thành ăn mày đồ nữa, trội nghe tả không là chị không chịu nổi. Vì chị cũng không có biết làm việc, chị không có thể chăm sóc mẹ được đâu. Đúng rồi đó, mẹ sinh ra em á là xinh đẹp nhất đó, cho nên là em phải hiếu thảo với mẹ, em á phải thương mẹ và phải nuôi mẹ đi. Chứ chị nào giờ không có biết nấu cơm, không biết quét nhà, chị toàn mướn người ta làm không à. Mẹ về đây làm sao mà chị chăm sóc được cơ chứ. Quyết định vậy nha, em sẽ là người nuôi mẹ. Còn hai chị em mình thì sống kế bên nhau. Và đừng có dắt mẹ qua nhà chị nha, chị cũng không thích đâu. Dạ
sao cũng được. Nhưng em chỉ thấy thương mẹ thôi. Mẹ đã cực khổ nuôi ba chị em mình, mà chưa gì á, hai chị đã không muốn nhận mẹ, trong khi từ đó giờ mẹ gửi tiền cho ba chị em mình. Với lại mẹ lại có mong muốn ba chị em thương yêu nhau. Hơi thì thương chứ, thương mẹ lắm, nhưng mà mẹ đừng có ở với chị là được rồi. Đúng rồi đó, thương thì thương nhưng mà đừng có ở với chị. Rồi thì dĩ nhiên em sẽ là ở với mẹ, em sẽ tình nguyện chăm sóc cho mẹ, không cần gì hết á. Nhưng mà hai chị nhớ đừng có làm mẹ buồn nha, phải tỏ ra thương yêu mẹ chứ, mẹ cực khổ vì mình rất nhiều. Mệt mệt quá, làm như vậy đời người ta vậy đó, suốt ngày nói này nói nọ, hết tỏ ra là khôn ngoan. Thôi mệt lắm, tôi đi vô nhà đóng cửa đây. Còn chị có hẹn bạn rồi, chị đi chơi đây. Còn mình từ bây giờ mình sẽ chăm chỉ ở nhà, để khi mẹ vừa về tới nhà là có mẹ ở nhà liền. Mình còn phải đi mua một vài bộ đồ và những món ngon để sẵn, khi nào mẹ về tới nhà sẽ có đồ ăn ngon và sẽ có quần áo mới thay cho mẹ liền. Mình nôn nóng quá, không biết khi nào mẹ về nữa, nhớ mẹ ghê. Hơi tội mẹ quá. Hello Tóc Hồng, bà đã đem xe hơi tới rồi đó hả? Chuẩn bị chở tôi đi chơi đúng không? Ừ, xe đã sẵn sàng rồi, chờ tôi mua một ít nước nữa rồi hai đứa mình đi sinh nhật. Ơ, Tóc Vàng, có phải là con của mẹ không? Mẹ nhớ con quá, mẹ đã về tới rồi nè. Ý chết rồi, trời ơi sao mẹ lại về lúc này và lại gặp mình ngay ở ngoài chợ cơ chứ. Trời ơi nhìn bà kìa, giống như là một bà già ăn mày vậy đó. Nhìn xấu xí hôi thối làm sao mà ta dám nhận mẹ đây. Thôi. Nè, bà kia, bà đừng có nói bậy bạ nha. Mẹ tôi là một người rất là giàu có, bà ta thường xuyên gửi tiền về cho tôi, lại còn xây nhà cho tôi. Bà hãy nhìn bà đi, chiếc áo thì rách rưới, người thì hôi thối, làm sao mà là mẹ của tôi được. Bà xe ra đi, xe ra đi. Ơ, ta là mẹ của con mà, còn không nhận ra ư? Mọi người ơi, con gái tôi nó không nhận ra tôi rồi. Ôi, bà lão đáng thương, chắc bà nhầm ai rồi. Mẹ của cô ấy giàu có lắm, với cô ấy không nhìn ra bà, chắc bà không phải mẹ của cô ấy đâu. Đúng rồi, bạn nghĩ xem, tôi xinh đẹp giàu có như thế này, làm sao có người mẹ xấu xí ăn mày như vậy được chứ. Thôi mình lên xe đi đi. Ok, hai đứa mình lên xe. Ồn, tin. Ôi, vậy là con bé nó cố tình không nhận ra ta sau vài năm. Thật là thất vọng, trong khi ta đã thương yêu và lo lắng cho nó hết đường, hết cách luôn, cái gì cũng lo hết luôn. Hơi. Vậy là cuối cùng người mẹ cũng đã tìm được về tới nhà. Wow, công nhận ba đứa con tôi cũng biết xây nhà ghê. Căn nào cũng đẹp hết, nhưng tại sao lại có căn lớn căn nhỏ như vậy, trong khi tiền mình gửi về cho ba đứa là đều như nhau mà. Hơi, để mình gõ thử cái căn nhà xinh đẹp này xem, biết đâu nó xây nhà to như vậy, xây nhà 3-4 tầng luôn, chắc là nó muốn đón mình về ở chung cho nên mới xây nhà to như vậy nè. Để mình gõ cửa xem. Cốc. Trời ơi ai vậy? Trời ơi, một cái bà lão ăn mày, xê ra đi. Tại sao chỗ người ta đang ngủ trưa mà bà lại đến gõ cửa sùm như vậy chứ hả? Bà là ai? Bà xê ra đây đi, tôi không có tiền cho bà đâu. Bé hai, là mẹ đây mà. Mẹ đã về rồi, mẹ gửi thư cho tụi con nhận được chưa? Mẹ làm ở trên thành phố vất vả, bây giờ lớn tuổi mệt rồi. Dời, mẹ đã bị thất bại làm ăn phá sản, con xây nhà bự như vậy, có phải là con muốn đón mẹ về ở chung không? Là mẹ đấy sao? Trời ơi, con không ngờ ngày mẹ đi mẹ đẹp lộng lẫy, mà bây giờ ngày mẹ về mẹ nhìn kìa, làm ăn làm sao mà để cho thất bại như vậy chứ hả? Con đã nói mẹ rồi, làm cái gì thì cũng phải cẩn thận, tiền bạc làm sao mà để cho người ta lừa gạt đến phá sản như vậy luôn. Hơi, thật là không biết làm sao luôn á. Làm sao con có thể nhận một người mẹ ngốc nghếch và lại thất bại như vậy cơ chứ? Nhà con xây to như vậy á, nhưng mà hả, con chỉ thích ở rộng rãi chứ không có muốn mẹ ở chung đâu. Chỗ nào con cũng chất đầy đồ đạc sách vở. Thôi, mai mốt con còn có chồng, có con nữa. Chồng con ở chung là nó đã hết cái nhà rồi. Làm gì có chỗ để cho mẹ ở cơ chứ? Vậy ra con xây nhà bự không phải để mẹ ở chung à? Vậy thì thôi vậy. Mà mẹ đừng có lo, lúc mẹ gửi thư về á, ba chị em con đã hợp với nhau rồi, là mẹ sẽ ở nhà với lại con Út. Ai mượn á, mẹ đẻ nó đẹp nhất nhà, thì bây giờ nó sẽ là người nuôi mẹ chứ ai. Vậy con hai đâu rồi? Để mẹ gõ cửa xem. Cốc. Thôi, con hai nó cũng không có nuôi mẹ đâu. Còn hai á, nó đi sinh nhật với bạn rồi. Hơi, vậy là đúng rồi. Cô gái hồi nãy mình gặp trên đường đi chiếc xe hơi chung với bạn nó đi sinh nhật, đúng là con bé hai rồi. Vậy mà nó một hai nó nói là mẹ không phải là mẹ của nó, mẹ buồn ghê. Mẹ nghĩ sao vậy? Gặp con cũng không dám nhận mẹ là mẹ con nữa đó. Trong khi con ăn mặc xinh đẹp như thế này, đi xe hơi, đi sinh nhật, còn mẹ này, mẹ nhìn mẹ đi, mẹ ăn mặc ghê như thế này, hôi thối như thế này, làm sao mà con dám nhận mẹ làm mẹ của con được chứ? Thôi, mẹ hãy qua bên nhà của con Út đi, chờ một chút xíu nó về, nó đi mua đồ ăn cho mẹ rồi đó. Con đi vô nhà đây. Hơi, buồn ghê á,
sinh ra 3 đứa con, gặp 2 đứa thì 2 đứa nó đã từ chối mình bởi vì mình trở thành ăn mày nghèo khổ. Trong khi tiền mình gửi về, đứa nào cũng dành xây nhà thật to. Tội nghiệp cho con Út là căn nhà nhỏ nhất, nó còn có ghi chữ mẹ ở trên kìa. Hy vọng rằng con bé sẽ là người thương mình nhất. Thôi mình đứng đây chờ vậy. La 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 la, chuẩn bị đồ ăn cho mẹ xong rồi. Mẹ, con mừng quá, có phải mẹ không? Con nhớ mẹ quá. Con nhận ra mẹ à, mẹ chỉ là một người ăn mày khổ sở hôi thối thôi mà. Mẹ đừng nói vậy, dù mẹ là ai mẹ cũng là mẹ của con hết đó. Con nhận được thư, con lo lắng cho mẹ lắm. Con sợ là mẹ bị bệnh hoặc là không có chỗ ăn, không có chỗ ở. Nhưng mẹ không có ghi địa chỉ nên con không có đón mẹ được. Con chuẩn bị đồ ăn sẵn rồi nè. Mẹ đi vô tắm rửa đi rồi ăn nha. Con chuẩn bị quần áo cho mẹ luôn rồi đó. Hay là mẹ đói thì mẹ ăn trước đi ha. Ăn đi. Đây nè, toàn những món mà mẹ yêu thích không đó. Ôi con còn càng lớn càng xinh đẹp, đã dậy tính nết thì lại tốt bụng nữa. Mẹ cũng đói quá rồi, mẹ ăn đây. Yummy yummy yummy. Yummy yummy yummy. Hết rồi, ngon quá. Lâu lắm rồi mẹ mới được ăn bữa ngon vậy luôn á. Cảm ơn con gái nhiều nha. Trời ơi, cảm ơn gì chứ, con nhớ mẹ quá, con nhớ mẹ quá. Thật là thương mẹ quá đi. Nghĩ sao vậy, tụi con ở nhà sung sướng đẹp như thế này, mẹ thì lại ăn mặc rách rưới khổ sở như vậy, còn có lỗi với mẹ quá. Thôi, không nói nữa, mẹ đi vô trong tắm rửa rồi ở với con. Và cô em Út chuẩn bị sẵn cho mẹ một bộ đồ rất là đẹp luôn. Chúng ta cùng xem coi là người mẹ mặc vô thì có xinh đẹp không nha. Đây, và cô còn chuẩn bị hoa cài tóc cho mẹ thêm xinh đẹp nữa nè. Ôi, thôi Út ơi, con chuẩn bị đồ cho mẹ. Mẹ thấy mẹ trẻ ra, xinh đẹp quá, mẹ ngại quá à, Út ơi, Út. Tên tên, trời ơi, mẹ tôi xinh đẹp quá. Mẹ ngại cái gì mà ngại. Đây, con còn có chuẩn bị sẵn một bó hoa mừng ngày mẹ trở về nè. Con kính tặng mẹ. Cảm ơn mẹ, trong thời gian qua đã vất vả, hy sinh, cực khổ vì chúng con. Bây giờ lớn tuổi rồi, hãy ở nhà để cho con làm việc rồi chăm lo cho mẹ nha. Mẹ không cần phải cực khổ như vậy nữa đâu. Nhưng nhà chật quá, có mẹ ở chung thì có chật không? Với mẹ lớn tuổi, mẹ hay bệnh giặt. Rồi con vừa đi làm lại vừa phải chăm mẹ nữa, như vậy có cực không? Hay mẹ chỉ thăm con một chút rồi mẹ sẽ tự ra ngoài sống, không làm phiền các con. Không không không, mẹ không được đi đâu hết. Mẹ đã cực khổ nhiều rồi, bây giờ già yếu bệnh hoạn thì đi đâu được. Hãy để ở đây con chăm sóc, nghe không? Nếu không con giận luôn, nghỉ chơi với mẹ luôn. Được, nếu như con thật lòng hiếu thảo muốn chăm sóc cho mẹ, mẹ sẽ ở đây với con. Như vậy là đúng ý rồi. Hay, bây giờ á hả, mẹ cứ ở đây với con Út đi. Mẹ đồng ý rồi, mẹ sẽ ở với Út. Còn hai đứa con quyết định là sẽ không nuôi mẹ đúng không? Không không, con đâu có biết nấu ăn. Đúng rồi, con cũng không biết dọn dẹp đâu, mẹ ở với Út đi. Vậy mẹ có một món quà gửi cho Út. Trời ơi, cái lúc mà mẹ giàu có, tiền bạc mẹ đưa đó thì tụi mình đã xây nhà và sắm đồ hết rồi. Bây giờ mẹ nghèo khó như vậy thì quà cáp gì, cho con Út hết đi mẹ ơi. Tụi con không có cần những cái quà của người ăn mày đâu. Không ngờ chỉ một chút xa cơ thất thế bị con gái xem thường là ăn mày. Thôi, như vậy ta đã hiểu rõ lòng của tóc hồng và tóc vàng rồi. Ta không có việc gì phải hối hận nữa. Trong thời gian ta đi làm xa nhà, vừa gửi tiền cho các con, ta cũng tích góp được một thùng vàng và một tủ vàng và rất là nhiều kim cương hộp xoàng. Ta ở với Út thì ta sẽ cho Út hết để Út lấy tiền này mà lo lắng cho ta. Đây, con gái, con hãy cất vào trong đi. Số vàng và số tiền này con sẽ giúp ta chăm sóc lại ngôi nhà, mua sắm những gì cần thiết và sẽ trị bệnh cho ta nếu như ta bị bệnh. Còn dư á thì ta sẽ cho con hết. Thôi, con bây giờ đi làm á, đã có tiền rồi, con có thể nuôi mẹ được mà. Mẹ cứ giữ tiền này đi, cất ở trong tài khoản của mẹ. Mẹ thích mua sắm gì hay thích đi đâu du lịch thì mẹ đi. Con nuôi mẹ đâu phải là vì tiền đâu, vì con thương mẹ. Mẹ là người mẹ số 1 của con. Trời ơi, không ngờ mẹ lại lừa tụi con. Thật ra là mẹ giàu có như vậy ư? Thôi, con Út nó không lấy kìa, không may mẹ cho tụi con vàng bạc kim cương đi. Đúng rồi đó, con Út á, nó đã xinh đẹp rồi, nó đâu cần nhiều tiền vàng bạc đâu. Hai đứa con xấu nè, không may mẹ cho tụi con vàng bạc đi nha. Tụi con hứa sẽ thương mẹ, hay là mẹ qua ở với con đi. Qua ở đi, nhà con rộng lắm, 3-4 tầng luôn. Thôi, chị không biết dọn dẹp mà, ở với chị sao được. Ở với con đi mẹ, nè, nhà con 2 tầng, vừa đủ hai mẹ con mình luôn. Con không biết nấu ăn, con sẽ mua đồ ăn cho mẹ. Mẹ ở với con đi, mẹ cho đóng vàng bạc này cho con nha. Thôi, mẹ đã hiểu lòng tụi con rồi, chỉ có Út là hy sinh vì mẹ. Hồi nãy mẹ nói mẹ có quà cho tụi con cũng từ chối không nhận. Làm mẹ thất vọng rất nhiều, cho nên mẹ xin lỗi, số vàng bạc này mẹ chỉ cho Út thôi. Wow, và câu chuyện cực kỳ hay luôn đúng không? Một cái kết thật sự làm cho chúng ta phải suy nghĩ lại
Đó, chính sự thương yêu mẹ thật lòng nè đó, và cô Út đã có được rất là nhiều tiền bạc, tiền bạc chứ lòng là tình yêu của mẹ. Tuy nhiên cô Út không hề tham lam, sau đó thì cô Út vẫn chia cho mỗi một người chị là một ít đó, chứ không có tham lam giữ hết cho mình đâu nha các bạn ơi. Các bạn sống á, thì hãy nhớ học hỏi như cô em Út nè, siêng năng làm việc và hiếu thảo với mẹ mình thì sẽ được một cái kết quả tốt đẹp. Còn hai cô gái này á thì hả, sau khi hất hủi mẹ mình, không thương yêu mẹ mình thì tiếng đồn đi rất là xa, và từ đó không còn ai chơi với lại cô tóc hồng và cô tóc vàng nữa, bởi vì không ai thích một người bất hiếu, một người mà xem thường ngay cả mẹ của mình, người mà hai đã xây nhà nè cho tiền các cô đó. Các bạn nhớ nha, phải yêu thương chăm sóc ba mẹ của mình khi mà già yếu bệnh hoạn, bởi vì ba mẹ đã dành hết tuổi thanh xuân để làm việc kiếm tiền nuôi mình lớn lên, nuôi mình ăn học, mua quần áo, mua sách vở cho mình đó. Cho nên dù có la mình chút xíu cũng là muốn tốt cho mình thôi. Các bạn nhớ nha, phải thương yêu mẹ mình thật là nhiều lên, cả ba nữa. Còn câu chuyện thì đến đây là kết thúc rồi. Các bạn thấy hay thì đừng quên cho một like và đăng ký thành viên kênh 1001 câu chuyện nha. Còn muốn mua những sticker và màu á, mà không biết chỗ á, thì chị sẽ chỉ cho cái địa chỉ, đó là ở shop Bếp GB. Số điện thoại đặt hàng là 0937899707. Sticker rẻ đẹp, mua về và cùng làm những câu chuyện sáng tạo với chị ha. Còn bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại ở video sau. Yêu các bạn rất nhiều luôn.